Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Ngày hôm nay chúng tôi lại có thời gian để làm tiếp tục cho bà con một cái video nữa để giới thiệu cho bà con về cái cách chăm sóc cái cây gỗ mun. Thì bà con cũng biết cái gỗ mun như những video trước chúng tôi đã giới thiệu cho bà con là đây là một loại gỗ mun đen, là một trong những cái loại gỗ mun đem lại cái giá thành kinh tế cực kỳ cao. Thì gỗ mun đen hiện nay là thuộc là cái loại gỗ top 1 của Việt Nam. Thì tên khoa học của nó là Diopyr romun. Và cái cây này là thân gỗ và phát triển lâu liên. Đây là một trong những cái cây nó phát triển, nó là cái thân cực kỳ chắc, và trong khi đó là nó gỗ màu đen nhánh này. Đấy, sau khi hôm nay là chúng tôi sẽ làm cho bà con một cái cách chăm sóc để làm sao cho cái cây gỗ mun nó phát triển tốt nhất. Thì khoảng cách cự ly mật độ trồng hôm trước chúng tôi đã làm video cho bà con rồi. Thì đối với cây này sau khi bà con trồng á, thì cái kích thước hố thì bà con cũng nên nhớ là chúng ta đào là hố 40-40, và sau khi trồng thì bà con nhớ làm cỏ sạch xung quanh gốc và vun gốc hàng năm. Tuy nhiên là 6 tháng chúng ta kết hợp là làm cỏ xung quanh một lần để đảm bảo cho các cái cây cỏ xung quanh nó không đem lại những cái mầm bệnh như là lấm gây hại cho cái cây gỗ mun. Đó thì bà con lưu ý là như vậy. Thì cái cách bón thúc phân hàng năm thì bà con nên sử dụng là phân chuồng. Chúng ta bón 6 tháng một lần. Thì phân chuồng thì bà con nên nhớ là chúng ta sẽ ủ hoại mục. Phân chuồng phải hoại mục, và sau đó là bởi vì là cái phân hoại mục nó có tạo ra cái lấm đối kháng để diệt trừ một số các lấm gây bệnh gây hại cho cái cây gỗ mun. Đó, thì bà con nên nhớ là kết hợp 3 cân phân chuồng ngoại mục bón cho một gốc cây trên 1 năm tuổi. Đó thì bà con lưu ý là như vậy. Khi chúng ta trồng thì chúng ta phải đảm bảo được cái kỹ thuật đảm bảo trồng như vậy. Và kết hợp là 6 tháng chúng ta kết hợp làm cỏ xung quanh phát rừng thường liên để đảm bảo cho những cái cây cỏ dại nó không mọc xung quanh. Đó. Chúng tôi ưu tiên nhất là phân chuồng. Trong cái trường hợp mà chúng ta không có phân chuồng thì chúng ta nên sử dụng phân NPK. Đó, để chúng ta bón thúc cho cây. Để hàng năm cho cây phát triển. Thì bà con luôn luôn phải lưu ý là cái cây giống bất kỳ một cái cây nào, cây lâm nghiệp hay là cây dược liệu, thì chúng ta trồng cái cây thì chúng ta cũng phải chăm bón, chăm sóc cho nó, thì nó cái cây nó mới phát triển, mới khỏe mạnh. Thì đảm bảo cho bà con này chúng ta trồng không để cho cây nó phát triển chậm và sâu bệnh gây hại, ảnh hưởng đến rất nhiều quá trình phát triển của cây. Thì bà con hôm nay chúng tôi đã chia sẻ cho bà con về cái cách chăm sóc cái cây gỗ mun. Thì bà con nên lưu ý là những cái cây gỗ mun trồng trên 1 năm tuổi, cái những cái cành mà nó thấp quá thì bà con nên cắt tỉa để cho cây nó phát triển cao và tạo cái độ thông thoáng cho cây nó phát triển tốt. Thì bà con nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tam Đảo của chúng tôi để được theo dõi những video mới nhất. Chúc bà con có một cái vụ mùa trồng cây giống bội thu. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo.